Chào mọi người, đây là cái vườn thanh long của nhà mình. Đây là ngày thứ năm rồi, cái vườn này mình trồng được 5 ngày rồi. Hay cha, hồi tối nó mưa từ 10 giờ đến 5 giờ sáng nên nó ngập lên lá vậy nè. Thì các bạn chăm sóc bằng cách là đi kiểm tra mấy cái trụ thanh long á, rồi kiểm tra xem là cái trụ cái dây nào mà nó bị bệnh đó, thì mình nhổ đi, nhổ bỏ đi, rồi mình thay bằng cái dây mới nó ngon không, rồi kiểm tra xem là cái dây nó có nằm ở trên đất không, thì các bạn cắm xuống cho nó ăn rễ vô. Không có dây nào bệnh thì ngon thôi, thì các bạn hay đi kiểm tra hàng ngày để xử lý bỏ đi hết những cái dây bệnh, chừa lại những cái dây ngon thôi. Cái này là mình trồng cải bè xanh, trồng mấy bữa trước mà hồi tối mưa quá trời, cũng hên là nó không có bị chảy xuống mấy cái đường mương. Hên quá, không thấy cái dây nào bệnh hết. Dây nó bị thối thì các bạn bỏ đi, tại nó là dây bệnh rồi. Mai mốt nó sẽ lây cho các dây kế bên, nên các bạn nhổ bỏ đi thay dây mới. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Rồi, chào tạm biệt.